Có tâm xuất gia, hãy đi nhanh khi còn trẻ khỏe. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesali, tại Đại Lâm, dạy các tỳ kheo. Này các tỳ kheo, thật khó tìm được một người xuất gia lớn tuổi lại thành tựu năm pháp này. Thế nào là năm? Thật khó tìm được, này các tỳ kheo, một người xuất gia lớn tuổi lại tế nhị. Thật khó tìm được một người xuất gia lớn tuổi có uy nghi tốt đẹp. Thật khó tìm được một người xuất gia lớn tuổi nghe nhiều. Thật khó tìm được một người xuất gia lớn tuổi thuyết pháp. Thật khó tìm được một người xuất gia lớn tuổi trì luật. Này các tỳ kheo, thật khó tìm được một người xuất gia lớn tuổi lại thành tựu năm pháp này. Đại Tạng Kinh Việt Nam, Tăng Chi Bộ 2, chương 5, Phẩm Triền Cái, phần khó tìm được, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn hành, 1996, trang 432. Lời bàn. Thâm niên trong cửa thiền là một trong những điều kiện cần để thấm nhuần giáo pháp, hung đúc và kiện toàn những phẩm chất cần thiết của một người xuất gia. Vì thế, hàng đồng chơn, tuổi trẻ xuất gia luôn là niềm hy vọng cho đạo pháp. Và thực tế cho thấy, đa phần các cao tăng đều xuất gia khi tuổi đời còn rất trẻ. Vậy nên, khi lớn tuổi mới đủ duyên xuất gia, nỗ lực ấy thật đáng trân trọng, song phải phấn đấu, cố gắng thật nhiều. Bởi tập khí cuộc đời in sâu vào tâm thức như tấm vải đã ố bụi trần, sẽ rất khó để nhuộm thành màu như ý nếu không kiên cần tẩy rửa tinh sạch. Vì thế, có không ít thách thức chờ đợi người xuất gia lớn tuổi. Trước hết là sự tế nhị, tức độ mềm dẻo, chín chắn đến thuần thục, biểu lộ ra bằng hành xử bình thường trong đời sống hàng ngày. Chấp nhận làm sư đệ ở vị trí thấp, ngồi sau, và nhất là phải kính trọng, phục tùng, học tập hàng sư huynh chỉ đáng tuổi em, cháu mình là điều không đơn giản. Khá nhiều người xuất gia lớn tuổi chưa vượt qua được cửa ải này. Kế đến là chuyển hóa tập khí để có được sự đỉnh đạt mà thanh thoát, nghiêm trang mà dung dị nhẹ nhàng, nhằm thành tựu uy nghi một cách tự nhiên cũng là điều khó. Dấu ấn thế gian hằn sâu vào nét mặt, lời nói, tiếng cười và cả mỗi bước chân đi, khiến người có kinh nghiệm dễ dàng nhận ra chưa thấm tương trao. Dù lúc nào ngài cũng lần tràn hạt hay diện cả áo vàng sáng rực. Càng khó hơn cho người xuất gia lớn tuổi nhằm thành tựu học rộng, nghe nhiều, thuyết kinh, giảng pháp và trì giới vì lực bất tòng tâm. Sức khỏe, ý chí và nhất là tập khí làm chướng ngại sự chuyển hóa không ít. Do vậy, hơn ai hết, những người xuất gia khi tuổi về chiều phải thấy rõ chuyên nghiệp của mình để khắc phục, vươn lên. Xuất gia vốn là con đường hẹp, càng hẹp hơn cho người luống tuổi. Trong các đại giới đàn hiện nay, không ít các cụ sa di và tỷ kheo xuống xính trong những bộ y vàng. Đây cũng là một tín hiệu lành cho xã hội và đạo pháp nếu chư vị biết nhìn lại mình để phấn đấu nhiều hơn. Theo Quảng Tánh.